Thưa quý vị và các bạn, mỗi cây cầu mới được xây dựng thường gắn liền với niềm vui của người dân đôi bờ bởi nó giúp giao thông thuận tiện, kéo theo đó là sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên lại xảy ra chuyện một cây cầu xây xong khiến cuộc sống của người dân xung quanh thêm khổ sở mệt mỏi. Để biết vì sao lại có câu chuyện ngược đời như vậy, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau. Gia đình ông Lê Quốc Quân, khu phố 2, thị trấn Hai Riêng, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Hơn một sào lúa nước dưới chân cầu Buôn Thô là nguồn cung cấp lương thực chính của gia đình. Tuy nhiên, từ khi cầu Buôn Thô hoàn thành, đơn vị thi công rời đi, đất đá, xi măng dư thừa theo nước mưa trôi xuống khiến việc canh tác lúa gặp rất nhiều khó khăn. Cầu đá 1, 2, đá 4, 6, rồi vật liệu thừa. Bây giờ là trâu vô hết sữa ruộng, làm sao mà cấy được. Đá mà sữa rớt xuống vậy, cục vậy là giờ xong làm sao mà coi như cày bừa nữa làm ăn. Trong cơn bão số 4 vừa qua, những cơn mưa nặng hạt đủ khiến cuộc sống của các gia đình trong khu vực đảo lộn. Bởi ngày cũng như đêm, cả gia đình ông Quân 5 người cùng với 6 hộ dân trong khu vực thấp thỏm không yên vì phải đối phó với nước mưa kèm theo bùn, đất đá có sẵn từ đầu dốc đổ xuống tràn vào nhà. Nào thì nước, nào thì đất, mà cái đất là đất nông nữa. Là cái lượng bùn nó chài vô nha, nhiều lắm luôn. Nó chài vô mà đi cũng không có được. Thứ hai nữa là bây giờ nó bước vô mùa mưa thì là buộc là cái mùa sốt rét, mà nước thì nó động, dù nó dơ giấy nó ẩm thấp như đã một phần là coi đường nó cao hơn nhà nó ẩm thấp rồi mà mũi nó ra nữa thì bị sinh bệnh nữa, nhà ở cũng không được, tối là coi như nằm mà mũi mà coi như thò tay mà bắt cái cọc cũng được, mà mưa là nó ban ngày thì đỡ, mà ban đêm mà 11, 12 giờ đêm là mưa mà nước nó nấu lên là coi như phải ngầu dậy hết. Nguyên nhân của tình trạng này là do cầu Buôn Thô xây dựng mới nhưng không có hệ thống thoát nước. Theo ghi nhận, hai rãnh thoát nước bên đường đầu cầu Buôn Thô về phía đông bị bỏ lửng khoảng 100m. Do đó, chỉ cần một cơn mưa nhỏ, nước từ đầu dốc đổ về kèm theo bùn đất tràn vào nhà dân. Ở tỉnh lên thì nói không có tiền, mà giờ chẳng lẽ không có tiền rồi cứ làm xong rồi về dân mặt dân rồi nhà nước cứ làm xong con đường rồi cứ đợi dân đi bằng đường nào, dân sống bằng cách gì? Cũng theo phản ánh của người dân, đường cũ trước đây đều có cống và rãnh thoát nước dọc. Tuy nhiên, công trình mới lại không quan tâm đến điều này. Cầu vừa xây xong, người dân chưa kịp vui mừng thì đã khổ sở bởi những thiếu sót trong quá trình thiết kế, thi công cùng những tồn tại của dự án sau khi hoàn thành. Ở đây, cầu đâu có nối những bờ vui.